Thùy Minh, nữ VJ bạo dạn, săm soi đời tư của loạt sao Việt, mặc kệ bị cả showbiz đối đầu. Thùy Minh là một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô có cái tôi mạnh mẽ và nhiều năng lượng. Thùy Minh được nhiều công chúng của Việt Nam biết đến thông qua những chương trình vô cùng hot. Thùy Minh, tên đầy đủ là Tạ Thùy Minh, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1983, là một nhà báo và người dẫn chương trình. Cô là MC, VJ, người viết kịch bản và sách. Minh là cựu học sinh chuyên văn của trường Trung học phổ thông Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng, cựu phóng viên của tờ Hoa học trò, tác giả của các format truyền hình như Vân Tay, IMI, VTV3, VTV6, Ghế đỏ, Yan TV, Một ngày mới hay series Những kẻ lắm lời, Bitch It in Town. Thùy Minh gây ấn tượng và ghi dấu ấn trong công chúng với hình ảnh một MC khác người, cá tính, mạnh mẽ với lối nói chuyện và phong cách dẫn tự nhiên. Cô là mẹ đơn thân của hai con và đang có quan hệ tình cảm với một người Bỉ. Minh hiện đang sống và hoạt động báo chí chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô xuất thân trong một gia đình công chức cơ bản tại Hải Phòng. Bố cô là kỹ sư, mẹ là bác sĩ. Mẹ của Thùy Minh từng sang châu Phi làm việc cho một tổ chức y tế. Em gái của cô đang theo đuổi ngành luật. Con đường học vấn của Thùy Minh cũng được rất nhiều người quan tâm bởi cô được đánh giá có thành tích học tập khá ấn tượng. Kể từ khi còn học cấp 2, cô đã bén duyên về lĩnh vực báo chí và đã có một cái nhìn khá hiện đại mà thời đó rất ít ai có được. Đến cấp 3, Thùy Minh đậu vào trường chuyên văn Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp, cô lên Hà Nội theo học ngành sư phạm tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Tại đây, cô đã có thời gian công tác tại tòa soạn Hoa học trò vào năm 2021. Cô từng có một thời gian đi du học tại Trung Quốc. Vào năm 2005, Thùy Minh bắt đầu công việc VJ với công việc đầu tiên tại đài VOV. Sau đó, 2006, cô làm truyền hình với tư cách là người viết kịch bản và cộng tác với VTV6. Đến năm 2008 thì cô chuyển sang làm MC truyền hình và được nhiều khán giả truyền thông biết đến hơn. Từ 2010, chuyển sang làm cho Gian TV và được yêu thích nhiều hơn bởi những chương trình ăn khách. Giữa năm 2005, cô bắt đầu giữ vai trò quan trọng trong talk show Những kẻ lắm lời, Bitch It in Town, và sau khi phát sóng đã vấp phải những chỉ trích của khán giả và đối đầu với showbiz Việt. Đầu năm 2017, cô chính thức đóng lại chương trình này. Giữa năm 2018, Thùy Minh đảm nhận vai trò host của chương trình Không cay không về và cho ra mắt phiên bản Bitch Now của Bitch It in Town. Đến giữa tháng 6 năm 2019, cho ra mắt series thứ 2 trên YouTube có tên là Toàn tin tốt. Tháng 8 năm 2019, tiếp tục cho ra đời series YouTube về du lịch đầu tiên của mình. MC Thùy Minh trở lại, cùng lật tẩy sự thật đằng sau lối sống xanh hàng ngày của chúng ta trong talk show Tâm tình phái đẹp. Tháng 3 năm 2020, giữ vai trò C-host cùng nam MC Quốc Khánh trong chương trình Bản tin 3 bước. Chương trình này với mục đích tuyên truyền và chống lại dịch bệnh Covid-19 được nhiều người hưởng ứng. Sau đó, cô còn cho ra đời các chương trình như Have a Sip, Học yêu và Cởi mở. Trong Bitch It in Town, Thùy Minh gây sốc khi cô đề cập đến giới showbiz. Đầu tiên, cô khiến vợ của đại gia Kim Cương bức xúc khi lên tiếng bênh vực chuyện tình của Hà Hồ và người đàn ông này. Nhiều chi tiết Thùy Minh đưa ra không đúng với sự thực, gây ảnh hưởng đến câu chuyện của chị, khiến Thùy Minh phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, cô vẫn khẳng định chương trình không có sai. Sau vụ Hồ Ngọc Hà, Thùy Minh lại tiếp tục hướng đến những ngôi sao hàng đầu của showbiz khi bàn luận về cách ăn mặc của họ. Cô và hai người bạn, cây viết Nguyễn Ngọc Thạch và stylist Minh Ngọc cho rằng ca sĩ Tóc Tiên hát không có cảm xúc, dù khen có giọng hát khỏe. Thậm chí, bộ ba còn khuyên Tóc Tiên không đi hát nữa. Về sự việc của Mỹ Tâm và Kỳ Duyên, Thùy Minh cho rằng Kỳ Duyên là hơi hèn hèn. Khi nữ MC hải ngoại phủ nhận nhân vật chị muốn ám chỉ trên trang cá nhân là Mỹ Tâm, Thùy Minh còn gây sốc khi khuyên hai đàn chị Mỹ Tâm cần duyên hơn một tí và Kỳ Duyên cần có tâm hơn một tí. Sau đó, cô nhận định về cách ăn mặc của hàng loạt sao Việt. Mr. Đàm ăn mặc ra đường sẽ bị sét đánh, MC Jumi Dương bị nhận xét mặc như có bầu, Thủy Tiên bị nói cố gắng làm nữ thần thật nhưng ai ngờ lại giống giả, Vân Hugo mặc như bà ngoại, Lý Nhã Kỳ thì thời trang sân bay như mặc mùa Halloween, Đông Nhi vàng từ đầu đến chân. Ngoài những nhận xét mang tính chất soi mói với lời lẽ khiếm nhã, ba nhân vật còn vừa nói vừa cười lớn khiến người xem khó chịu. Trước những lời bình luận này, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã bày tỏ sự bức xúc về video này bằng dòng trạng thái bằng tiếng Anh trên trang cá nhân Please stop the show, don't hurt other by your bad language. Làm ơn dừng chương trình lại, đừng làm tổn thương người khác bằng những lời tồi tệ của các bạn nữa. Ngay sau đó, MC Thùy Minh, stylist Hoa Ngọc và cây bút Ngọc Thạch đã đáp trả Hoa hậu Đặng Thu Thảo bằng một clip nói bóng gió đến thần tiên Tì Tì. Đồng thời, bộ ba bình luận tuyên bố tạm dừng chương trình với lý do để đi du lịch. Sau loạt phát ngôn trên, cá nhân Thùy Minh và cả chương trình talk show của cô bị hàng loạt tên tuổi của showbiz tấn công. Đáng chú ý nhất là siêu mẫu Hà Anh dành một bài viết dài bàn về mặt tiêu cực của talk show tán phét. Mr. Đàm và Trấn Thành cũng dùng những lời lẽ khá nặng nề để nói về show Những kẻ lắm lời là vô học, lố lăng.